Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp cuốn video thứ hai, hôm nay chúng ta giao lưu với anh Kiên, chuyên về mảng bonsai Nhật Bản, được đưa về Việt Nam để phục vụ chúng ta. Tác phẩm đầu tiên tôi gửi đến hình ảnh là một cây phong đỏ, dòng cây Ba Thùy. Một cây dáng trực phụ tử. Cây cũng già lắm, bể chai vào. Cái này có khi là anh đo cho tôi xem cái kích thước tí nhỉ. Về những cây để trên bàn tay thì thôi, nhưng những cây này nên đo. Kích thước sát gốc của cây này là 36 ạ. Vâng. Còn kích thước bệ của nó là 20 ạ. Bệ chảy là 20. Cao từ mặt chậu nên là 95 à còn 65. Vâng. 65. Cây này có giá bao nhiêu anh? Cây này giá giao lưu mấy anh em là 18 triệu nha. Vâng. Giá 18 triệu. Một em phong Nhật ạ. Anh đặt cái cây này lên bàn tay siêu mini, ngửa tay đặt lên. Đây. Rồi. Cây này thì tên nó là cây gì anh? Nó là Sakahitoniki. Họ Nhật Tùng. Nó là cây bách, nhưng mà nó là bách của Nhật. Thì anh thế em là cũng vẫn là họ Nhật Tùng. Vâng, vâng. Tùng bách. Tùng bách đấy, như anh em Việt Nam thì cứ gọi là Hinoki cho nó dễ. Hinoki, nó ngắn gọn. Chứ còn nếu mà đọc hết tiếng Nhật thì dài lắm. Cây này khoảng bao nhiêu anh? Cây này là 1 triệu ạ. Dòng này nó rất là nâu nớn. Một cây này trồng phải 5-7 năm nó mới lên như thế này. 5-7 năm mới nhỏ nhỏ như thế này. Vâng. Đấy. Thì người ta cô chậu từ nhỏ mà. Từ lúc nó rắc hạt. Rắc hạt từ lúc nhỏ cô chậu. Được rồi. Vâng. Với giá giao lưu là 1 triệu ạ. 1 triệu. Vâng. Đằng sau đây là cây đỗ quyền. Vâng, cây đỗ quyền ạ. Một cây đỗ quyền cầm tay dễ nơm. Nâng bệ rễ lên làm thân, làm bệ. Vâng. Cái cây này về thì anh em trồng lại vào chậu là cho thẳng lên. Còn đây là ở chậu nó cứ để cho nó phát triển nên nó hơi bị nghiêng này, cây này phải trồng thế này này. Rồi. Đấy. Cây này thì chỉ có mỗi là 1 triệu tư thôi anh em nhé. Vâng. Đây nữa. Cây này chắc phải cầm đi không? Không, cây này cứ lấy hết nhà mặt bàn đi. Cây này là cây hồng ạ. Cây hồng quả, hồng của Nhật. Nó ra quả của nó là cô vào chậu này thì quả nó chỉ bé như cái viên bi nhỏ thôi. Rồi. Đấy. Quả nó chín nó rất là đẹp luôn. Nó là cây hồng Nhật. Cây đấy bao tiền anh? Cây này thì là 1 triệu rưỡi ạ. Vâng. Vâng. Còn trong này là cũng là cây phong này. Vâng, phong và hồng. Cây phong xong đến cây hồng. Vâng. Có cái hồng này nó tàn nó tự nhiên thế nhỉ? Vâng, tự nhiên đấy ạ. Từ vâng. Cây phong này bao nhiêu anh? Cây phong này thì giao lưu với anh em là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2. Vâng. Thế còn cây hồng này? Cây hồng này thì là 1 triệu 6 ạ. Tàn rất tự nhiên. Vâng. Đây cũng là một cây bách này. Đúng không nhỉ? Bách Nhật. Bách Nhật. Cây này to hơn cái cây anh vừa đặt trên bàn tay. Vâng. Giá tiền bao nhiêu anh? Cây này là 2 triệu rưỡi ạ. Vâng. 2 triệu rưỡi. Đây là cây nhót. Cây nhót giống. Những cây giống này thì bao tiền anh? Cây giống này thì như cây này thì 600 ngàn. Cây này 600. Vâng. Thế còn cây này? Cây đó thì là 900. 900. Vâng. À, cứ để vào chậu nhỏ này chơi hay là phải cho ra chậu to hơn chút? Vì nó là cây để, quả để mà. Em giới thiệu cho. Tùy các bác. Ở đây là người ta cô chậu là thực ra này. Ừ. Về các bác sẽ nếu mà các bác muốn chăm cho nó cây nó to hơn thì các bác sẽ cắt bỏ rễ đi và các bác trồng vào chậu to để cho nó phát tán cho nó to để mình nuôi to mà bởi vì đây là cây ăn quả mà. Vâng. Thì nhót này quả nó cũng như trái của Việt Nam thôi. Rồi. Nhưng mà nó quả nó sẽ dài hơn, rất là đẹp.
nó buông, nó như cái đậu dài như là hạt hạt đỗ, đậu đỗ này. Đây là cây đỗ quyên. Vâng. Cũng là hoa mùa hoa cuối rồi, nhưng cây này còn lưu hoa nhiều quá nhỉ. Cây đẹp. Này là được chơi hoa được hơn 20 ngày rồi. Trắng hồng. Ba màu, hoa ba màu. Cây này thì bao tiền anh ạ? Cây này là 4 triệu. Vâng. Giá 4 triệu. Thế còn đây? Đây là cây quất. Cây quất. Cây quất Nhật. Quất Nhật. Cây này bao tiền? 800k. Vâng, giá 800. À, bên cạnh nó cũng là một cây thông này. À cây tùng này. Shibaku. Shibaku, cây này thì bao nhiêu anh nhỉ? Cây đó là 3 triệu ạ. Vâng, cây này nhưng mà cái lá hình như nó có vẻ là nó bị kiểu như là táp lúc vận chuyển. Lúc vận chuyển là nó bị đè. Đè. Nó bị đè cái thùng hàng nó đè lên nhau, nó ẹp xuống. Rồi. Vâng, ở đây tôi thấy anh có cái cây thông dáng huyền này, điệu rất nghệ thuật đây anh này. Vâng, cây thông đen. Dáng đổ rất là đẹp nhé. Đấy. Vâng, cây này thì giá thế nào anh? Cây này giao lưu với các bác là 3,8 triệu ạ. Ừ, hay nhỉ. Vâng. Được đấy. Chúng ta quay rất nhiều những cây dáng trực, dáng siêu một chút, nhưng riêng cây này là cây dáng đổ. Cây thông dáng thác đổ. Được. 3,8 triệu anh. Vâng. Vâng. Cây này em vừa vào sắt lại để cho nó hợp lý mấy cái bông tay. Chứ cây rất là nâu rồi. Cây cô chậu lâu lắm rồi. Đây cây táo đây. Vâng, cây đó đây nó có một quả này. Cây phôi hiện tại bỏ hết rồi. À, các bác qua cái số điện thoại của anh Kiên đọc chậm để chúng ta liên hệ nhé. Anh đọc chậm số. Vâng, số của em là 0966055158 nha anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh. Vâng. Ở chỗ này tôi thấy anh có một cây tùng cũng hấp dẫn này. Cây tùng dáng đẹp đấy. Đấy, họ chơi rất cô đọng lại, rất vui mắt. Cây này là nó cốt chậu rất là nâu rồi. Ừ. Thấy ở bên đó bảo là cây này là người ta trồng trên chậu này là hơn chục năm rồi. Cây rất là già mà nuôi từ nhỏ nên không có sẹo. Cây không có sẹo chết gì cả. Cây này bao nhiêu anh? Cây này là 3 triệu. Vâng. Rồi, qua cái số Zalo các bác và yêu thích thì anh Kiên sẽ chiếu chụp lại. Để chúng ta đi dạo sang bên này xem nào. Với hai cuốn video thôi, chúng ta sẽ được anh Kiên giới thiệu. À, còn những cái tác phẩm nào mà chúng ta chưa rõ ràng hơn ấy, thì qua cái Zalo thì được biết nhiều hơn. À, phía trong ở áp chân tường kia tôi thấy anh có một cái số cây thông giống đúng không anh? Vâng ạ, thông giống ạ. Bao nhiêu tiền một chậu này? Một chậu là tùy vào chậu 700, 600 và cao nhất là 800. Vâng, thấy các bác yêu thích thì alo đến nhé. À, số của anh Kiên tôi cũng ghi cả ở cái tiêu đề giới thiệu video nữa. Đấy, thế còn đây là cây, cũng là cây tùng này. Cũng là từng Shibaku đây. Cây này có phải ở bên mình gọi là chắc bách diệp đây không? Không ạ. Nó là cây, nó cũng là thuộc là cây bách. Nhưng mà chắc bách diệp của mình là lá nó mỏng hơn. Và nó trong cái họ ấy thôi. Nhưng tôi nhìn thấy giống nhỉ? Vâng, nó họ đó. Rất giống cái chắc bách diệp của mình. Cây này là nó này khác cái là ở trên của nó thì nó lại là lá màu vàng, còn ở dưới ở lần dưới cuống lá thì lại là màu xanh. Đấy. Đấy, nên anh em mà phải chơi kỹ biết dòng này thì mới không hay quá nhỉ. Không lại đấy, chiếu từ trên cao. Đấy. Nhìn xuống nhìn thích không? Vâng. Đấy, như hoa luôn. Cây này bao tiền anh nhỉ? Cây này là 1,2 triệu ạ. Ờ được ấy. Vâng. Chơi nó khéo khéo. Thế còn cái cây phong nhỏ nhỏ, phong năm thùy nhỏ nhỏ này giá bao nhiêu anh? Cây này là 1 triệu ạ. 1 triệu. Vâng.
Rồi. Cũng được. Cũng xuân xuân cứ khoảng 1,5 triệu chứ 2 triệu. 1 triệu. Chơi những cây để bàn trà. Và ở khu này tôi thấy anh còn có những cái cây là rất là nhỏ nữa luôn này. Chúng ta đi lướt qua đến khu vực này nhé. Cũng là để kết thúc cuốn video. Đây, tôi đi từ dòng chỗ này luôn. Đây là cây nhót này. Gốc rất to. Nhìn thấy thôi, những gốc to lắm. Cây này bao nhiêu anh? Cây nhót này là 7 triệu ạ. Vâng, thế còn cây gì đây mà vặt hết cả lá rồi? Cây phong ạ. Cây phong. Vâng. Vặt lá không thể đoán là cây gì. Rồi. Để cho nó ra răm để làm cho nó kín. Thế thì bao nhiêu tiền anh? Cây này là 500k. 500. Vâng. Đây là cây quất. Quất. Vâng. Quất hình như đang có hoa hay sao đây? Vâng, đang có hoa này ạ, rất nhiều hoa. Đây rồi, đúng cái chấm hoa đây. Quất Nhật này thì quả của nó tròn như viên bi mà nó màu nó sáng lắm. Rồi. Nó màu đẹp lắm chứ nó không như quất mình. Cây này nhìn đúng tự nhiên quá nhỉ. Cây hồng đấy ạ. Cây hồng. Vâng. Nhìn rất tự nhiên, thế này mà đeo quả vào dịp Tết nữa xem mày sướng lắm. Cây hồng này, cái quả hồng nó cũng như là quả hồng của mình thôi mà. Như cây hồng giấy của mình đấy. Nó chính là loại hồng giấy. Mà. Rất tàn tự nhiên. Nó là hồng Nhật nên nó sẽ khác đi một chút nhưng nó vẫn là cây hồng. Cây rất khỏe nhỉ. Cây hay quá nhỉ. Vâng. Cây này bao tiền anh nhỉ? Cây này là 5 triệu ạ. Vâng. Vâng. Còn đây cũng là cây phong nhỏ nhỏ này. Vâng. Em đang vặt lá thì em tạo tàn. Rồi. Đây là cũng là cây quất này. Hai cây này giống nhau. Cây quất lúc nãy. Vâng. Chắc giá nó cứ cùng giá. Vâng, cũng thế ạ. Đây này, tôi để cạnh các bác nhìn hai cây quất. Đấy. Cây này có thể to hơn một chút thôi, nhưng mà chắc giá cũng cùng giá rồi. Cây này là cây đỗ quyền ạ. Vặt hết lá rồi không thể nhận ra. Để tạo dáng, tạo tàn. Đỗ quyền. Vâng. Ngoằng ngoằng nhỉ. Vâng. Cây quyền này thì 3,5 triệu nhé anh ạ. Vâng, giá 3,5 triệu. Cây này cũng là cây phong. Vâng. Bây giờ nhận ra rồi. Vặt lá nhận ra. Mình biết rồi. Hai cây phong liền. Cây này là bao tiền anh? Cây này cũng thế ạ, cũng 500k. 500, cây này? Vâng. Cũng vậy. Cũng 500. Vâng, cây... Vâng, 500 là bao ship toàn quốc nhé các bác nhé. Đấy, anh Kiên này báo giá là bao toàn quốc ấy. Đây là cây thông đen mini này. Vâng. Cây này thì em vừa mới làm lại xong. Cây này là 900k nhé. Rồi. Đấy, thông đen đây. Tôi lấy tay tôi nhấc lên xem. Một cây cô chậu rất nâu. Ồ, rồi. Tàn răm kín. Cái đẹp quá. Đẹp kìa. Vâng. Cô động lại. Cây này bao tiền anh? Cây này là 2 triệu 2 ạ. Giá 2 triệu 2. Đấy, đúng là mini luôn. Hai ngón tay này nhấc lên. Cây chắc này. Đâu? Đúng rồi. Nó cũng vẫn là họ nhà cây bách. Họ nhà cây bách. Ở bên Nhật thì người ta gọi là Hinoki. Đọc hết cả tên thì nó dài lắm nên không. Cây bé này thì bao nhiêu anh? Cây bé này thì 1 triệu. 1 triệu vâng. Những dòng cây này có thể để trong mặt bàn trà trong nhà được lâu không nhỉ? Được tầm độ tháng ạ. Vâng, sau này mang ra. Cây thì vẫn phải có ánh nắng và quang hợp. Để cửa sổ. Vâng, thì lại phải để ra cho nó quang hợp, cho nó ăn nắng. Đỗ quyên. Vâng, đỗ quyên. Đỗ quyên này thì dáng nó rất là đẹp. Cây này mà nó ra lá là khi nó nở hoa là nó sẽ như là một con phượng, như một con phượng. Vâng. Nên cây này giá là cao và
Cây này là 5 triệu. Giá 5 triệu. Vâng. Rồi. Đây có phải cây hoa trà? Vâng, trà Nhật đấy ạ. Cây trà Nhật. Trà Nhật. Ồ, cái thân của nó đẹp nhỉ. Vâng, đây này, rất nhiều. Đang bao nụ hút rồi. Đây, nụ này, nụ này, nụ này. Phải vặt bớt đi đây này. Không 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 cả nó yếu cây. Cây chỉ đủ hoa chơi thôi. Thế cây này nó còn không hay là nó hỏng rồi? Còn đấy ạ. À, nó đang ra nụ đấy ạ. Vâng. À. Cây hoa trà, cây này bao tiền anh? Cây này là 3 triệu. Và kết thúc cuốn video giới thiệu về bonsai Nhật Bản của anh Kiên thì chúng ta đến với một cây, cây này như là cây mận thì phải. Cây này nó cũng là cây táo ạ. À, cũng là táo. Vâng, táo Nhật. Rồi. Một phôi táo để nuôi để cây này bao nhiêu? Tạo quả. Phôi này là 2 triệu. Cuối năm chắc chắn là có quả đấy nhỉ. Vâng, nó phải ra hoa, xong rồi ra hoa vào ra riêng. Tính lịch của mình là ra hoa vào ra riêng. Ra riêng là sẽ ra hoa. Rồi. Thế thì cái hai cuốn video tôi đã cùng với anh Kiên giới thiệu với các bạn. Đấy, mong anh là sẽ có cái nhiều cái quan hệ ở bạn bè bên đó chuyển về những cái cây đẹp hơn. Bên Nhật này em có vườn cây ở bên đó rồi. Nếu anh em cần tìm cây to hay là cây dòng chơi như nào thì cứ liên hệ với em. Vâng. Em sẽ gửi hình ảnh và video cho anh em. Anh em tham khảo nhé. Rồi, xin cảm ơn anh nhé. Vâng. Và Đỗ Sinh xin chúc các bạn nhiều sức khỏe. Chúng ta vui với bonsai mini Nhật Bản. Qua những cái chương trình tôi có tiếp xúc với một số nhà vườn cũng rất là đam mê và sưu tập. Đấy, những cái dòng bonsai quý, nhẹ nhàng, chơi trong phòng khách, phòng trà, bàn làm việc cũng rất hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.